Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Gong Okie nhận được khá nhiều sự ủng hộ khi dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội FC. Điều này cho thấy định hướng mới hướng tới cổ động viên của nhà đương kim vô địch V-League. Sân chơi V-League có sự khắc nghiệt của riêng mình. Lòng kiêu hãnh của những cựu binh sẽ không dễ dàng để một đội mới toanh dễ dàng đăng quang. Lịch sử V-League ghi nhận chỉ có câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai FC của Bầu Đức với dàn Dream Team, huyền thoại đã vô địch ngay khi vừa lên hạng năm 2003. Sau đúng 20 năm mới có câu lạc bộ Công an Hà Nội lặp lại được chiến tích ngỡ là bất khả thi đó. Thực tế, câu lạc bộ Công an Hà Nội FC xây dựng giải Ngân Hà số 1 Việt Nam sau hơn một mùa bóng được xem là một kỳ tích. Với con người đổi mới liên tục, để định hình lối chơi rõ nét sẽ cần thời gian tích lũy. Nhưng với đội bóng giàu tham vọng như câu lạc bộ Công an Hà Nội FC, hơn một năm là quá dài. Bản thân ông Trần Tiến Đại sau chiến thắng 3-0 trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai cũng thừa nhận câu lạc bộ Công an Hà Nội FC đã may mắn vô địch ở V-League 2023. Điều này cho thấy câu lạc bộ này vẫn chưa định hình được lối chơi như ý, và lãnh đạo câu lạc bộ muốn có một chức vô địch thuyết phục hơn ở mùa này. Trong hoàn cảnh hiện tại, huấn luyện viên Gong Okie được xem là người phù hợp nhờ có kiến thức nhất định về văn hóa bóng đá Việt Nam, sau quãng thời gian làm trợ lý rồi huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Thêm vào đó, ông đã chứng tỏ khả năng làm tâm lý rất tốt, thổi hồn vào lối chơi tấn công và pressing tầm cao mạnh mẽ, tự tin. Đội tuyển U23 Việt Nam của ông quy tụ nhiều cái tên không có mặt ở SEA Games 31 như Thanh Nhân, Tiến Long, Duy Cương, Danh Trung, Minh Bình, nhưng chơi rất bốc và lọt vào tứ kết U23 châu Á 2022. Đặc biệt, ông Gong khai phá rất nhiều tài năng trẻ như Văn Khang, Văn Trường, khi đó mới 19 tuổi, hay giúp những Minh Bình, Thanh Nhân, Văn Tùng, Danh Trung phát huy tối đa tiềm năng và chơi bùng nổ. Tập thể được coi là A phẩy đó đã cầm hòa Hàn Quốc 1-1 và Thái Lan 2-2, đánh bại Malaysia 3-0 và chỉ dừng chân trước Ả Rập Xê Út, đội sau đó vô địch giải đấu. Chỉ một giải đấu cùng đội tuyển U23 Việt Nam có lẽ vẫn là chưa đủ để khẳng định 100% ông Gong Okie sẽ thành công cùng đội bóng như câu lạc bộ Công an Hà Nội FC. Nhưng ngược lại, việc trao niềm tin cho ông Gong là quyết định dũng cảm của lãnh đạo đội bóng Công an, cho thấy tầm nhìn và quyết tâm theo đuổi thứ bóng đá đẹp, phóng khoáng hướng tới người hâm mộ. Sau khi rời đội U23 Việt Nam, ông Gong đã dành thời gian hoàn tất chứng chỉ FIFA Pro bằng cấp huấn luyện cao nhất của FIFA. Đó là quãng thời gian nhà cầm quân này hấp thụ rất nhiều kiến thức bổ ích ở châu Âu. Những giải như Bundesliga có tiếng chơi khoa học nhưng đậm chất tấn công cống hiến hàng đầu thế giới. Dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội FC với dàn sao đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Tấn Tài, Văn Thanh, Việt Anh, Văn Hậu, Philip Nguyễn, Văn Cường, Tuấn Dương sẽ là thách thức nhưng cũng là cơ hội để ông Gong thể hiện tài năng và vốn tích lũy của mình. Làm việc từ vòng 4, ông Gong Okie đang tạm thời về Hàn Quốc và sẽ trở lại Việt Nam cùng hai trợ lý vào ngày 3 tháng 11. Ông sẽ tận dụng quãng thời gian chờ, ông Trần Tiến Đại sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội FC ở vòng 3, trước khi lên làm giám đốc điều hành, để làm quen với các trợ lý Việt và học trò mới. Lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội FC cũng tính toán tạo điều kiện để ông Gong có một tháng chuẩn bị trước khi ra mắt ở vòng 4 V-League năm 2023 đến năm 2024 trên sân Lạch Tray của câu lạc bộ Hải Phòng ngày 4 tháng 12. Không tính bộ ba ngoại binh Jefferson, Thioven, Junior, Zaniolo làm việc hàng ngày, nhóm các tuyển thủ Việt Nam nếu tập trung đá vòng loại World Cup 2026 vẫn có gần 20 ngày làm việc với ông thầy mới. Chừng đó thời gian phải được xem là đủ nhiều để ông Gong định hình cách chơi chủ động tấn công, pressing tầm cao mới mẻ và khoáng đạt như lãnh đạo câu lạc bộ yêu cầu.